Hello, chào mừng anh em mình quay trở lại với kênh của Đoàn ở Gia Lai. Ngày hôm nay thì tiếp tục chuỗi video về cây Ecop, em sẽ lên cho anh em mình một sản phẩm khá là đẹp. Tấm này thì đang là một tấm bắp bìa. Bên em sẽ làm theo cạnh lũa tự nhiên. Tuy nhiên, cái phần cạnh bên em sẽ loại bỏ hết những cái phần rác nó bám ở bên cạnh, bên em sẽ xả hết anh em nhé. Tấm này thì sở hữu chiều dài lên đến là 6m46 và dày 18. Anh em nào mà có không gian phù hợp cho những cái sản phẩm siêu dài như thế này, anh em hãy theo dõi hết video của em để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cũng như là khám phá quá trình mà bên em hoàn thiện tấm gỗ này anh em nhé. Chưa làm cái gì mới quay về để đấy. Và hình ảnh anh em mình đang được nhìn thấy đó chính là mặt dưới của tấm gỗ này anh em mình nhé. Bên mặt dưới thì bên em chủ yếu là xả hết phần giáp cạnh và làm mịn rồi quét qua một lớp lót, sau đó sẽ chuyển lên mặt diện để làm BU. Thank you.
còn quen lót tay thì không bao giờ thấy là đau mắt à? Để xa Nam ra. Về kia mình mua thuốc nhỏ mắt rồi, đang có dịch. Đang có dịch. Nó lây qua đường hô hấp. Cái mạng kia. Hả? Nhỏm đít rồi. Có nặng nhưng không đáng kể. Thêm anh Duy nữa. Đúng rồi. Ôi giời, Duy lên chìm luôn không ạ? À? Ghê đấy. Một mình bê tấm gỗ đúng không? À, đâu phải đơn giản đâu, cũng lực sĩ đây. Tấm kia sâu làm sao đặt được? Thấy cũng hơi cồng cành đấy. Yeah.
khi phải hỗ trợ cái kia như thế. Nặng quá rồi. Nhớ cái bạn ra. Ôi trời ơi, tại sao ăn bằng mình em, chưa gì em đã ngã rồi. Bỏ cái chân ra, cái chân bạn với cái chân bạn nhỉ. Không. Cho cái chân bạn ra tí. Siêu nhân, anh em siêu nhân. Xoay một đầu ra ngoài kia được á, xoay một đầu ra ngoài đây này. Không thì xoay cả ra như vậy là nó rộng mà. Xem trên video thì rất là nhanh, tuy nhiên để mà lên được mặt diện của tấm này bên em phải mất đến cả hàng tuần trời anh em mình ạ. Và bây giờ thì đang là trà nhám. Thực tế ra thì còn một giai đoạn nữa nhưng mà em đã bỏ sót và không thể quay được cho anh em mình. Đó chính là quá trình bảo. Thì bây giờ đang là quá trình mà xả nhám, sau đó sẽ sơn lót và lại xả nhám rồi lại sơn lót, làm đi làm lại rất là nhiều lần để cho cái sản phẩm nó sẽ được lấp đầy những cái nước sơn và chất gỗ sẽ được bảo quản tốt hơn. Và bây giờ thì mời anh em mình cùng em theo dõi hết video để theo dõi xem tấm này khi mà hoàn thiện lên vân có đẹp hay không anh em nhé. Thank you.
được. Này đẹp. Dày 18. Rộng mặt bên này tới 1m68 đấy. 68 cạnh của tự nhiên mình nhá. Đầu bên này là 1m50 này.
ok, lót đường lót thứ ba. Cái đường lót thứ ba đây, cạnh thì về tự nhiên, tuy nhiên phần cạnh thì bên em vẫn là để khô anh em nhé, vẫn cực kỳ đẹp luôn anh em. Anh em ngắm nhìn cho em vân vân của nó nhìn rất là sướng mắt luôn nhé. Anh em nào mà thiết kế cái này hàng vàng, cái cạnh mà dài, kích thước dài như thế này, anh em có thể là kết nối cho em, hoặc anh em mình vẫn có thể là chốt em cắt ra anh em nhé. Anh em mình chốt khoảng bao nhiêu thì vẫn có thể là cắt được. Vượt nghe máy bắn laser của Nghĩa. Ra quá, ở đây ra quá rồi. Anh em mình nhìn ngắm cho em nhé. Một đầu của nó là 1m73. Tức là cái đầu lớn bên này này là 1m73. Đầu nhỏ bên kia thì nó là 1m24. Dày 18 và tấm này dài là 6m46. Thì bên em đang xây dựng cho anh em mình đó là cạnh lũa. Cả phần rất là đã luôn ạ. Đây cạnh bên này nữa. Cạnh bên này thì anh em nhìn thấy là nó suôn khá là đều nhé. Xuân. Trên mặt của nó thì cũng không có tỉ đâu anh em. Anh em ngắm nhìn ạ. Đấy, trên mặt của nó cũng rất là êm, không có cái điểm tỉ gì hết.